theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai trần quang tân lái xe riêng của trung tá lê ánh dương nguyên trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông suối tre đã cấu kết với trương công quang nguyễn đăng khoa trần thị diệu hoa thực hiện hành vi môi giới hối lộ nhận tiền của các đối tượng là chủ xe lái xe có hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua không kiểm tra xử phạt vi phạm sau khi nhận tiền của Trương Công Quang, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Thị Diệu Hoa thì Trần Quang Tân trực tiếp đưa lại cho Trung tá Lê Ánh Dương bằng tiền mặt nhiều lần. Tuy nhiên, Trung tá Lê Ánh Dương không thừa nhận lời khai của Tân và các bị can khác. Cơ quan điều tra đã tách hành vi và đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của Trung tá Lê Ánh Dương. Nếu có căn cứ, sẽ xử lý sau. Cáo trạng cáo buộc Trần Quang Tân đã thực hiện hành vi môi giới hối lộ với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng bị can Tân không hưởng lợi từ hành vi môi giới hối lộ. Trong khi đó, bị can Trương Công Quang đã câu kết với Nguyễn Văn Hậu, Đặng Văn Út, Ngô Văn Đạm, Trần Thị Diệu Hoa, Lê Bảo Ngọc thực hiện hành vi môi giới hối lộ từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Các bị can thỏa thuận, bảo kê, làm luật, thu tiền của các chủ xe, lái xe vi phạm luật giao thông, sau đó đưa cho Tân hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua không xử phạt hành chính. Quang đã nhận tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng từ các trần rết. Theo thỏa thuận với bị can Tân, bị can Quang được hưởng lợi 10% trên tổng số tiền đã nhận. Riêng bị can Trần Thị Diệu Hoa là nhân viên của trạm xăng dầu Lan Phượng 2016 tại quốc lộ 1A, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, do trạm xăng dầu Lan Phượng 2016 có kinh doanh hệ thống cân điện tử để cân xe nên Hoa quen biết một số cán bộ cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Suối Tre. Hoa khai khoảng đầu năm 2022, Trung tá Lê Ánh Dương, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre đến đổ xăng tại trạm xăng dầu Lan Phượng 2016. Dương nói với Hoa, nếu có người điều khiển phương tiện giao thông nào muốn trung chi, hối lộ cho cảnh sát giao thông thì Hoa cứ nhận và có người của Dương sẽ đến nhận. Hoa đồng ý và được Dương cho số điện thoại của bị can Trần Quang Tân. Sau đó Tân đến gặp Hoa theo chỉ đạo của Dương, thỏa thuận với Hoa là thu tiền của chủ xe, lái xe số tiền 1,5 triệu đồng một xe một tháng, thu từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 hàng tháng. Sau đó Tân sẽ lên lấy tiền và danh sách xe đã nộp tiền. Từ tháng 2 năm 2022, Hoa hỏi một số lái xe ra vào trạm xăng dầu Lan Phượng 2016 là có muốn chung chi bao luật cảnh sát giao thông thì liên hệ Hoa, nghĩa là đưa tiền hối lộ để cảnh sát giao thông bỏ qua không kiểm tra, xử lý vi phạm. Thông tin Hoa giúp trung chi bao luật đã được các lái xe truyền tin cho nhau biết. Khi lái xe nào nộp tiền cho Hoa thì Hoa ghi biển số xe của họ vào giấy. Định kỳ ngày mùng 10 mỗi tháng thì Tân sẽ đến gặp Hoa nhận tiền mặt và tờ giấy ghi biển số xe. Theo Hoa xác định thì tháng ít nhất Hoa thu 15 triệu đồng 10 xe, tháng nhiều nhất là 37,5 triệu đồng 25 xe. Số tiền thu được Hoa đưa hết cho Tân và không được hưởng lợi ích gì. Thời gian Hoa thực hiện hành vi nhận tiền của các đối tượng hối lộ cảnh sát giao thông kéo dài 5 tháng, kể từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm 2022. Tổng số tiền Hoa đã nhận từ các lái xe khoảng 150 triệu đồng. Ngoài ra, Trần Thị Diệu Hoa biết Trương Công Quang có thể giúp các lái xe trung chi hối lộ tổ tuần tra đặc biệt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, Hoa đặt vấn đề với Quang giúp đưa tiền hối lộ cho tổ tuần tra đặc biệt và được Quang đồng ý. Mức thu là 2 triệu đồng, một xe một tháng. Quang cho Hoa số điện thoại để Hoa nhắn tin biển số xe cho Quang, rồi vài ngày Quang lại cho người gặp Hoa để lấy tiền. Hoa đã thông báo lại cho các lái xe biết việc trung chi cho tổ đặc biệt này và họ đồng ý. Hoa nhận tiền khoảng 2 tháng, tổng cộng khoảng 70 triệu đồng và đã đưa hết cho người của bị can Quang bị can Diệu Hoa đã nhận tổng số tiền 220 triệu đồng của các chủ xe, lái xe để mục đích hối lộ cảnh sát giao thông bỏ qua, không kiểm tra, xử lý vi phạm. Sáng ngày 28 tháng 2, đại diện dạp Cinesta xác nhận công an đã có buổi kiểm tra đột xuất một suất chiếu phim Mai gắn nhãn 18 cộng của Trấn Thành vào sáng 24 tháng 2. Kết thúc buổi làm việc, cơ quan chức năng không phát hiện trường hợp nào vi phạm độ tuổi. Theo đại diện dạp, đây là quy trình kiểm tra thông thường có thể xảy ra ở bất cứ cụm dạp nào, chứ không chỉ riêng Cinestar. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một số công an có mặc sắc phục và một số người mặc thường phục vào dạp kiểm tra khi phim Mai đang được trình chiếu. Theo một số người đăng tải đoạn clip, lực lượng chức năng vào đột xuất nhằm kiểm tra những người vào coi phim đã đủ 18 tuổi hay chưa. Việc kiểm tra của lực lượng chức năng khiến buổi chiếu phim phải dừng lại 30 phút. Khi clip được lan truyền, nhiều người không khỏi bất ngờ có cư dân mạng cho rằng việc cơ quan chức năng vào kiểm tra vì liên quan đến vụ học sinh vào xem phim Mai dù tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành gắn nhãn 18 cộng. Song cũng có ý kiến cho rằng việc kiểm tra này đôi khi làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Liên quan đến vụ học sinh vào xem phim Mai, ông Lê Thanh Liêm, tránh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết các dạp chiếu phim phải làm đúng quy định, phải đảm bảo tuổi vào xem đúng như dán nhãn. Ông Liêm nói, nếu có vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật mà không bao che. Luật sư Nguyễn Đăng Tư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong trường hợp để học sinh vào xem phim, dù tác phẩm gắn nhãn 18 cộng, các dạp chiếu phim vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng theo quy định tại điểm C khoản 4 điều 8 thuộc Nghị định 38-2021 NDCP. Luật sư nêu rõ, ngoài ra, dạp chiếu phim còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi nêu trên. Tòa nhà Times Square là cao ốc phức hợp nằm vị trí trung tâm đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé quận 1. Tổng thể kiến trúc của Times Square gồm tòa tháp cao 39 tầng, có khối bệ 6 tầng và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng khoảng 90.000 90 m2. Chiều cao của Times Square lên tới gần 165 m và là tòa nhà thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh có sân đậu trực thăng trên sân thượng. Là tòa nhà cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tòa nhà Times Square lại có vai trò quan trọng trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan cầm đầu. Trong đó, một mắt xích quan trọng là bị cáo Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan, người nắm vai trò là cổ đông chính sở hữu 99,26% cổ phần và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, tên cũ là công ty cổ phần đầu tư Quảng Trường Thời đại Việt Nam, doanh nghiệp sở hữu tòa nhà Times Square. Ông Chu Lập Cơ cùng với Trương Mỹ Lan tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án tòa nhà Times Square với chức năng là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 2236 Nguyễn Huệ và 5769F Đồng Khởi, phường Bình Nghé. Thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cờ đã ký biên bản họp Đại hội Cổ đông, quyết định số 13 ngày 10 tháng 12 năm 2012. Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2012 của công ty Times Square, chấp thuận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn. bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cờ đã giúp cho Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi, nên các khoản nợ đến hạn nhưng không trả được. Trương Bị Lan đã thuyết phục chủ lập cơ ký biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square ngày 15 tháng 8 năm 2017, tiếp tục sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho năm tư khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ, tổng dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ chủ lập cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, tổng cộng dư nợ là hơn 39.200 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay mà chu lập cơ đã ký các tài liệu để hợp thức vay vốn nêu trên là hơn 30.000 tỷ đồng. Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, Cơ quan điều tra xác định, chu lập cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, chu lập cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.